Xin chào các em, hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết khoa học lớp 4. Để tiết học đạt hiệu quả cao, cô có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, các em hãy chọn không gian yên tĩnh để ngồi học. Thứ hai, chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cần thiết. Thứ ba, hãy tập trung nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Và cuối cùng, các em nhớ bấm nút dừng khi cần nghe lại một nội dung nào đó nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Trước khi vào bài học mới, cô và các em cùng nhau ôn lại những kiến thức mà mình đã được tìm hiểu ở tiết trước nhé. Các em hãy cho cô biết vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người. Ánh sáng giúp chúng ta có thức ăn nè, ánh sáng giúp chúng ta sưởi ấm. Và nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn vai trò của ánh sáng đối với động vật thì như thế nào các em? Chúng ta đã biết, động vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống. Động vật cần ánh sáng để phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật nữa đó các em. Các em đã biết, mặt trời chiếu sáng ở khắp nơi giúp ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của tự nhiên. Và vai trò của ánh sáng vô cùng quan trọng đối với đời sống động vật cũng như thực vật. Thế nhưng, những tia sáng của mặt trời có ảnh hưởng gì đến đôi mắt của chúng ta hay không? Hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu điều này qua bài Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt. Bài học này giúp các em biết được ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu đã tác động đến đôi mắt như thế nào, những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ đôi mắt của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu những trường hợp ánh sáng quá mạnh không được nhìn trực tiếp vào nguồn sáng nha. Các em hãy quan sát hai bức tranh và cho cô biết khi nhìn trực tiếp vào mặt trời hoặc ánh lửa hàn, em thấy thế nào? Và tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời hoặc ánh lửa hàn? Các em biết không, ánh sáng mặt trời vào giữa trưa sẽ sinh ra 3 tia, đó là tia ánh sáng, tia hồng ngoại và tia cực tím, hay còn gọi là tia tử ngoại, tia UV. Trong đó, tia cực tím ảnh hưởng rất nhiều đến cấu trúc của mắt. Nếu chúng ta nhìn trực tiếp vào mặt trời, sẽ cảm thấy hoa mắt nè, chói mắt, bỏng mắt. Nhìn vào mặt trời lâu hơn sẽ làm võng mạc mắt bị tổn thương. Thị lực lúc này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thời gian trong ngày, tia UV mạnh nhất vào buổi trưa khi mặt trời lên cao nhất và yếu hơn vào buổi sáng sớm và chiều tối. Còn đây là ánh lửa hàn. Ánh lửa hàn sẽ sinh ra nhiều tạp chất độc như bụi, rỉ sắt. Các chất khí độc do quá trình nóng chảy kim loại sinh ra có thể làm hỏng mắt đó các em. Vì vậy, chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời cũng như là ánh lửa hàn. Bây giờ, các em hãy nêu các trường hợp khác về ánh sáng quá mạnh mà chúng ta cần tránh không để chiếu thẳng vào mắt. Các em biết đó, ngoài ánh sáng mặt trời cũng như là tia lửa hàn, thì trong cuộc sống còn có ánh sáng rất mạnh của một số vật khác như là ánh sáng của đèn pin nè, tia laser, hay là ánh đèn pha của ô tô, hay là ánh sáng của đèn neon. Đây là những ánh sáng mạnh chúng ta cần tránh, đừng có để chiếu thẳng vào mắt mình nha.
Như vậy, qua hoạt động vừa rồi, chúng ta rút ra được một điều vô cùng quan trọng, đó là không nên nhìn trực tiếp vào ánh sáng quá mạnh để tránh làm hại đến mắt của chúng ta nha các em. Các em đã biết ánh sáng quá mạnh sẽ làm hại đến mắt của chúng ta. Vì thế, bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu những việc nên làm và không nên làm để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra nha. Các em quan sát bức tranh số 3, số 4 và cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì? Có nên làm như các bạn không? Vì sao? Trong bức tranh này, chúng ta thấy các bạn học sinh đi học vào giữa trưa và ánh mặt trời lúc này là rất gay gắt. Bạn nam thì đeo kính râm, đội mũ. Bạn nữ thì che ô. Đây là những việc làm chúng ta cần làm theo đúng không nào? Các em nhớ nhé, để bảo vệ đôi mắt của mình khi đi trời nắng, các em cần phải che dù, đội nón, đeo kính râm. Vì ánh sáng mặt trời quá mạnh, nếu chiếu trực tiếp lên cơ thể của chúng ta, sẽ dễ bị nhức đầu, nè, sổ mũi và rất có hại cho mắt nữa. Và khi đeo kính râm, đội mũ hoặc là che ô thì sẽ ngăn không cho ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào cơ thể. Lúc này chúng ta bảo vệ được sức khỏe và mắt. Còn trong bức tranh này, các em thấy có 3 bạn nam. Một bạn đang cầm đèn pin rọi thẳng vào mắt của bạn mình. Đây là việc không nên làm đúng không các em? Vì ánh sáng đèn pin sẽ làm cho mắt của bạn sẽ bị chói, bị hoa mắt. Ngoài ra, việc dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt bạn còn có một cái tác hại ghê gớm hơn nữa, đó là ánh sáng ở đèn pin quá mạnh và tập trung ở một điểm. Do vậy, nếu chiếu thẳng vào mắt sẽ làm tổn thương mắt. Vì thế, các em nhớ là mình đừng bao giờ dùng đèn pin chơi giống như là bạn trong tranh nhé. Qua hoạt động thứ hai, các em cần lưu ý một số điều như sau. Khi đi dưới trời nắng, chúng ta cần đeo kính râm nè, đội mũ rộng vành và che ô. Không được nhìn trực tiếp hoặc chiếu vào mắt ánh sáng quá mạnh. Các em vừa có được những lời khuyên nên làm để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra. Còn bây giờ, các em sẽ lưu ý những trường hợp nên tránh để không gây hại cho mắt. Chúng ta cùng sang hoạt động 3 nhé. Cô có các bức tranh sau đây. Các em hãy quan sát và xem coi trường hợp nào dưới đây cần tránh để không gây hại cho mắt nhé. Đây là việc mà các em không nên làm. Vì bạn nhỏ trong tranh sử dụng máy tính quá khuya, như vậy sẽ có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến mắt. Còn đây là việc mà các em cũng không nên làm. Vì nằm đọc sách như vậy sẽ tạo ra bóng tối, khó nhìn thấy chữ trong sách, làm mỏi mắt và có thể bị cận thị nữa nha các em. Còn đây là việc mà các em nên làm. Vì bàn học của bạn trong hình được đặt cạnh cửa sổ, có đủ ánh sáng để học tập. Còn đây, khi ngồi học, bạn nhỏ đã đặt đèn học rất là đúng. Vì khi ta viết tay phải, nếu để đèn bên trái sẽ không bị ánh sáng tạo ra bóng tối, và để ánh đèn thấp hơn đầu, không chiếu thẳng vào mắt mình. Như vậy, qua tìm hiểu, các em đã biết được học hoặc đọc sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh đều có hại cho mắt. Nhìn quá lâu vào màn hình, máy tính, TV cũng làm hại mắt. Vì vậy, các em nên nhớ những việc nào có hại cho mắt thì chúng ta nên tránh nhé các em. Bây giờ, các em sẽ vận dụng những điều đã học
vào thực tế nhé. Em hãy kể về thói quen của mình khi xem TV, khi ngồi học. Khi xem TV, các em không nên xem quá lâu. Mỗi khi chương trình TV thay đổi nên cho mắt nghỉ trong vài phút. Còn trong phòng nên bật một bóng đèn có độ sáng vừa phải. Không nên xem quá gần hoặc quá xa. Không nên ngồi lệch quá 45 độ so với màn hình. Khi đọc và viết, các em cần ngồi thẳng lưng. Sau 45 phút cần nghỉ mắt và vận động tay chân, nhìn xa. Khi đọc sách phải chọn một góc độ thích hợp. Khoảng cách giữa mắt và diện tích của tờ giấy là 33 đến 35 cm. Và nhớ không được đọc trong tư thế nằm. Qua bài học hôm nay, các em cần ghi nhớ và thực hiện tốt những điều sau đây. Ánh sáng không thích hợp sẽ có hại cho mắt. Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể làm hỏng mắt. Học, đọc sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh đều có hại cho mắt. Nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, TV cũng làm hại mắt. Sau tiết học này, các em nhớ học thuộc ghi nhớ trang 99 sách giáo khoa. Chuẩn bị bài nóng lạnh và nhiệt độ. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em vui khỏe, chăm ngoan và học giỏi nhé. Xin chào tạm biệt các em.